Qua đây ăn, nhà chị Phượng không nấu. Alo. Dạ alo. Ừ. Dạ chị có được ở bên Sa Pa không ạ? Anh Quang lấy mụn nhớ. Có 20 tăng ăn dạ. Thêm nha. Dạ 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 dạ. Bao giờ? Ok. Đừng 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 đừng. Đi đi đi, sợ chưa? Thôi được rồi.
Yeah.